hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe gian dòng touring đường phố có giảm sóc, gian XCR 3700. Đấy là một mẫu xe đua xe touring có giảm sóc cao cấp nhất tại cửa hàng em, với cấu hình của DOG và SLX gần như là trùng cuối của dòng touring và địa hình rồi. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe gian XCR 3700 dòng touring có giảm sóc, rất là cao cấp các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe này trên 85%, những vết sữa sơn trên khung xe không đáng kể, chỉ một chút thôi. Về tổng thể chiếc xe thì này thì còn rất là tốt các bác nhé. Vâng, vẫn là dây âm sườn cao cấp, lốp sơn thì màu xám và màu trắng. Cọc yên nguyên zin của gian, khóa yên của gian và yên cũng của gian các bác nhé, tất cả đều nguyên zin theo xe. Bộ khung siêu nhẹ của Alloy. Vâng, như các bác theo dõi kênh của em thì giới thiệu khung Alloy là một công nghệ độc quyền của hãng gian cho bộ khung siêu nhẹ và bền. Vâng. Ốc chở lắp ráp ba ga chở đồ các bác nhé. Thì bên trên đây thì ghi đông cổ phốt nguyên bản nguyên zin theo xe của gian. Tất cả đều nguyên zin theo xe các bác nhé. Em giới thiệu đầu video thì chiếc xe rất là cao cấp, sử dụng bộ tay bấm xả của Shimano SLX. Bên này bên lip, bên đĩa. SLX gần như là một bộ cấu hình cuối cùng của dòng touring và địa hình, sử dụng phanh dầu thủy lực, bộ phanh dầu thủy lực của Shimano, phanh đĩa dầu thủy lực. Phía dưới là giảm sóc cũng chính hãng của gian các bác nhé. Đây, phanh dầu thủy lực đây của Shimano. Thì bên dưới đây là mã vạch của xe, cái gầm xe này. Bộ đùi đĩa trục tông trục rỗng 2 tầng của Shimano. Đùi đĩa trục rỗng các bác nhá. Đó là cao cấp. Vâng, và xe được trang bị 2, 4, 6, 8, 10 10 tầng lip và 2 đĩa cho xe 20 tốc độ. Củ đè rất là cao cấp của DOG. Cặp phanh của gian nguyên bản theo xe,
bây giờ xe đi vào đo size. Chiều vào xe đứng rồi xe. Trên khung xe ghi size M đây. Xe đứng của xe là 47, 48. Của các bác trên 1m63 đến 1m7, trên 1m7 có thể đi vừa xe này. Nó sẽ đi vào hoạt động. 10 tầng lip. Củ đều DG. Lên lip. Với vòng XCR3700 thì thường rất ít lỗi các bác nhé. Xe về thì sử dụng rất là tốt. Bên tay phải là đùi đĩa 2 tầng của Shimano. Lên đĩa à. Gạt đĩa của SLX. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Gian XCR3700, một dòng touring có giảm sóc. Chiếc xe phù hợp các bác mà đi đường phố và cũng phù hợp các bác đi những đường xấu mà gặp gành. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 11.500.000, miễn phí ship toàn quốc 7 một năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về chiếc xe đẹp để lại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.